Kênh chia sẻ kỹ thuật nuôi ong nội hôm nay là phương pháp cắm mũ chúa, kiểm tra mũ chúa sau khi chúa nở. Mời các bạn đón xem kênh của tôi hay đấy. Các bạn nhớ nhấn chuông, đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Xin chào, cảm ơn. Nay tôi lại giới thiệu cách cắm mũ chúa nhé. Trước khi chia đàn thay chúa là chúng ta là phải cho ăn no này, cho ăn no đàn là phải có nhộng, ấu trùng, phải đủ quân nhé, ong thợ là phải đông đấy. Đông nhộng ấu trùng đầy đủ. Sau chúng ta tìm mà chúng ta bắt chúa lại. Khi chúng ta đã bắt được chúa nhé, là chúng ta nhốt vào lồng để dự trữ. Mà từ mặt này mà lên trên này là nó rơi vào cỡ khoảng tầm 4 đến 5 phân để ta giữ chúa. Nay tôi cắm là mang tính chất là cắm biểu diễn. Tại sao cái đường kính này nó chỉ có một phân thôi này? Một phân là treo cầu chúa vào cái thước này, vào giữa thước nhé, vào giữa thước này. Đó. Vào giữa thước này. À, đeo vào giữa thước. Xong rồi chúng ta để đây nhé. Để chèn vào. Đây. Bạn trông đấy. Từ trên mặt xà mà xuống đến dưới này là nó vừa phần mật phấn có nhộng ấu trùng. Đấy. Về mùa đông, khoảng cách giữa cầu nọ cầu kia là nó vừa vặn cái lồng chúa là nó chỉ tầm phân 2 thôi. Đấy. Xong là chúng ta cứ để chúa đấy. Nhỡ sau này mà cắm mũ chúa mà không giao phối được về thì chúng ta sẽ thả chúa ra. Rồi, giờ tôi sẽ cắm mũ chúa cho mọi người xem. Đây là mặt trên xà này. Chúng ta nhớ cái phần mật này và phần phấn này, ấu trùng này, chúng ta cầm chúng ta ấn vào đây. Đó. Chách xuống khoảng tầm 45 độ. Nó như một cái mũ chúa cấp tạo. Mà chúng ta muốn ghép chúa tơ vào đấy, chúa tơ đẻ nhá, thì chúng ta phải lấy cái mũ nào nó bật nắp rồi đấy. Đấy, thế xong là ta cắm vào để một thời gian thật dài dài, độ khoảng tầm 2 ngày. Nhưng mà ta phải bắt chúa ra khỏi ngòm nhé. Bắt con chúa già kia ra khỏi ngòm kìa. Đấy, xong là ta cắm cái mũ chúa là nó bật nắp rồi đấy, xong là nó nở rồi đấy. Xong là ta cắm vào để cho ong non là nó cứ tưởng mũ chúa. Xong là ta sẽ nậy cái đít ra, xong là ta đút con chúa đẻ vào đấy. Xong là ta lại cắm vào vị trí cũ. Thế là ông thợ là cứ tưởng chúa tơ nở ra là vào là nó không hay cắn chúa.
Sau khi di trùng được 10 ngày rồi là ta sử dụng được. Và một cái lưu ý đặc biệt nữa này, nay là tôi quay cái cảnh này. Đây nhá, chúng ta nhìn hướng này là hướng Tây này, bên đây là Đông này. Về mùa hè đấy thì ta sẽ chuyển cầu ong sang bên phía Đông. Về mùa đông, mùa hè nhá, chuyển sang về phía Đông này. Phía Đông đây, mặt Tây đây. Về mùa đông thì ta lại chuyển cầu từ bên Đông sang bên Tây. Đấy, thế thì ánh nắng mặt trời nó vào cái vách này, nó tạo cái nhiệt độ mà nó tránh được gió bấc. Thôi nhá, hôm nay đến đây thôi. Tôi giới thiệu lại này, khi đến ngày mà ong chúa nở đấy thì ta phải kiểm ong chúa, kiểm tra nhé. Đầu tiên ta kiểm tra mũ chúa này, mũ chúa ta cắm đây, mũ chúa ta cắm tiếp từ cái giữa phần mật và phần ấu trùng nhé. Mà 11, 12 ngày là ong mũ chúa đã nở. Nở ta thấy mà nó cứ nắp như thế này. Nắp như thế này là con ong chúa đã cắn rồi nhá, bò ra rồi nhá. Bò ra ta phải kiểm tra. Ta kiểm tra xong ong chúa xem là nó có bị dị tật không nhá. Đây ong chúa đây. Nhiệm vụ của ong chúa sau khi nở là nó sẽ bò lên khắp mặt bánh tổ. Bò khắp mặt bánh tổ nha. Tìm các mũ chúa là nó diệt. Nó diệt hết mũ chúa cấp tạng để nó thống trị đàn ong. Đấy là cái sinh lý của con chúa mới nở ra đấy. Mới nở ra đấy. Và nó sẽ nhịn ăn từ 2 đến ngày thứ 3 cho cơ thể nó nhỏ đi. Và nó sẽ tập bay. Và đến ngày thứ 3, thứ 5 là nó thời tiết thuận lợi là nó sẽ bay đi giao phối. Như con này là 6 chân là không việc gì này. Vẫn bò bình thường này. Đấy. Sau 3 năm ngày mà chúa bay đi giao phối, đặc biệt chúng ta không được xem mũ chúa về chiều. Chúng ta chỉ được xem về buổi sáng. Vì buổi chiều ong chúa còn bay đi giao phối, nhiều lúc chúng ta ra chúng ta sẽ làm loạn lên là không được. Đấy, ong chúa bò khắp bánh tổ để tìm mũ chúa nó diệt đấy, để thống trị cái đàn ong. Nếu mà ta bị gặp bị chúa di tật là chúng ta phải thay con khác luôn, chứ không được để. Di tật là như què một chân này, hay là xoăn cánh này. Chúa xoăn cánh nữa. Và tôi sẽ quay một cái cảnh chúa giao phối về thì để cái dịp khác. Giờ là không có đủ điều kiện. Đây là chăm sóc đàn giao phối nhé. Đàn giao phối chúng ta chỉ cần dùng một cầu thôi, không cần cầu mili đâu. Một cầu này mà chúng ta mà bổ sung thêm nhộng nữa là nó dày quân mà tốt đấy, là chúng ta sẽ thành được hai cái cầu đấy. Và đây con chúa đây. Đây con chúa này rất khỏe nhá.
Đây con chúa này là đủ tiêu chuẩn bay đi giao phối. Đây là chúa di đơn nhé. Di đơn, di kép chất lượng đều như nhau đấy. Lấy ấu trùng một ngày tuổi. Thế còn chúa mà nó đã bị di tật xoăn cánh là chúng ta là phải lên hủy. Đây như con này đấy. Như con này là bị xoăn cánh nha. Mới thả ra một tí nữa là tìm ra rất khó. Đấy, chúa không di tật là nó bò rất nhanh này. Chúng ta nhìn là phải có 6 chân nó cử động mà cánh hai cánh đều nhau thể tích. Hôm nay là nó nở ra ngày thứ hai đấy. Đấy là con chúa không bị di tật nhé. Còn đây là con chúa di tật này. Con chúa di tật đây này. Di tật. Di tật đây. Đây là con chúa xoăn cánh nhé. Đấy, chúa xoăn cánh là chúng ta lên hủy đi. Một bên cánh của nó rất bé. Đấy. Không bay nổi đâu. Đây chúng ta nhìn là chúa xoăn cánh này. Đấy. Đấy. Đã bị di tật nhưng mà bị một bên cánh kém này. Đây tôi vì nó hay bò lắm. Đấy, một cái chân bên phải, chân giữa đây là què nhá. Và cái cánh bên kia là kém. Đấy chúng ta nhìn đấy. Chúng ta kiểm tra ong như cái con này là không thể bay đi giao phối được. Mà chân mà đã bị què là kém. Chúng ta là phải rất chú ý về cái chuyện này. Con chúa, còn con chúa khỏe thì làm sao chúng ta là phải sau khi giao chúa nở, mũ chúa nở chúng ta là phải kiểm tra mũ chúa về cái tình hình là nó như thế.
con chuối bị dị tật đấy. Con này con dị tật nhá, vừa què chân lại vừa bị xoăn cánh này, xoăn cánh đây. Đấy. Con này là không đi bay đi giao phối được mà cũng không thể nào mà